Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 18 tháng 9 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm các mô hình sản xuất tiêu biểu. Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm. Học sinh Hưng Yên đạt huy chương vàng khoa học kỹ thuật thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thăm một số mô hình tiêu biểu của Hội nông dân và Hội phụ nữ tại huyện Khoái Châu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình chế biến nông sản tại hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, được thành lập từ năm 2019 với 7 thành viên. Hợp tác xã chuyên chế biến các sản phẩm chủ yếu như hoa quả sấy khô, rượu các loại. Mỗi năm, hợp tác xã xuất ra thị trường trên 200 tấn chuối sấy, 80 tấn nhãn, mít sấy các loại cùng hàng trăm nghìn lít rượu. Đồng chí Trần Quốc Toản đề nghị Hội nông dân tỉnh, huyện cùng ngành nông nghiệp cần có những chính sách hỗ trợ hướng dẫn hợp tác xã về khoa học kỹ thuật, trang thiết bị máy móc để hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn. Theo mô hình phân loại xử lý rác thải tại xã Thuần Hưng, đồng chí Trần Quốc Toản đánh giá cao hiệu quả mô hình, góp phần tích cực cho công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, là một trong 4 đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lựa chọn làm điểm triển khai thực hiện đề án 178 về phân loại xử lý rác thải sinh hoạt. Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các hội đoàn thể, cán bộ công chức xã ra soát tuyên truyền và hướng dẫn các hộ dân thực hiện. Nòng cốt là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Đến nay, hơn 200 hộ đã xử lý rác hữu cơ bằng men IMO. Tại 2 thôn thực hiện mô hình, lượng rác thải đã giảm trên 50%. Tại buổi làm việc, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh kiến nghị tỉnh hỗ trợ giảm phí môi trường, không thu gom rác đối với các hộ thực hiện mô hình phân loại xử lý rác, tạo điều kiện để phát triển nguồn quỹ hỗ trợ để mạnh đào tạo nghề và tiếp cận khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh cùng các hội đoàn thể địa phương tập trung tuyên truyền, nhận thức trong hội viên để tạo sự đồng thuận, triển khai có hiệu quả các mô hình theo từng lĩnh vực, chú trọng nâng cao đời sống dân cư gắn với bảo vệ môi trường, các ngành nghiên cứu các đề xuất để hỗ trợ cho các mô hình. Những thông tin tiếp theo về buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thăm một số mô hình tiêu biểu của huyện Khoái Châu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Theo đó, cuộc họp xem xét cho ý kiến về 2 nội dung: về xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình số 37 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Ban hành kế hoạch, triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ công chức viên chức các cấp đạt trình độ chuẩn chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm, trong đó tối thiểu 50% cán bộ công chức cấp huyện trở lên, 15% viên chức có trình độ chuyên môn trên chuẩn theo vị trí việc làm, 100% cán bộ công chức viên chức đáp ứng tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trước khi bổ nhiệm chức vụ. Về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tính đến hết năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 68%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt gần 30%. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 đưa tỉnh Hưng Yên thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao của cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đồng ý về chủ trương ban hành các kế hoạch, yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở ngành địa phương tại cuộc họp. Đặc biệt, việc đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phải sát với tình hình thực tế, tính khả thi cao. Riêng với kế hoạch đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Việc đào tạo lao động phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung vào các nghề trọng điểm, nghề mũi nhọn. Sở Lao động sẽ làm việc với các khu cụm công nghiệp,
theo nhu cầu đào tạo doanh nghiệp, và tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để là sản động thuê các trường có chuyên môn nghiệp vụ để đào tạo nghề, đối tượng là người nghiên, hãy ghi rõ là cung cấp lao động cho các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó thì cần kinh phí bao nhiêu đào tạo nghề này, thì doanh nghiệp cần cái này anh tập trung vào, anh thông báo thì anh nằm với các trường anh có thể thuê, đấy là các trường đào tạo đấy hỗ trợ, là đào tạo tỉnh hỗ trợ cái này tiền để anh hỗ trợ cần này lao động là cho cung cấp cho doanh nghiệp nào cụ thể, sau đó sở động thuê trường để trường dạy cái đó, sau đó cung cấp ngược lại lực lượng lao động cho các doanh nghiệp. Hai là ban hành kế hoạch, triển khai kế hoạch. Chiều nay, đoàn khảo sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát tình hình thực hiện luật bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh giai đoạn 2020-2022. Cùng dự có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh có gần 260.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 41% so với lực lượng trong độ tuổi lao động, tăng trên 32.000 người so với tháng 12 năm 2020. Trong đó gần 14.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, số thu trên 77 tỷ đồng. Tại buổi khảo sát, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đưa ra những đề xuất kiến nghị về quản lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, chính sách giải quyết quyền lợi của người lao động cho các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, có chủ sở hữu bỏ trốn, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí, mở rộng quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng ngoài mức hỗ trợ theo quy định. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Đào Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngành bảo hiểm xã hội cần đánh giá những hạn chế bất cập và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế bất cập, đề xuất những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, góp ý kiến xây dựng luật bảo hiểm xã hội phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp nội dung, từ đó đề xuất với Quốc hội những giải pháp kiến nghị để sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và bảo đảm yếu tố bình đẳng giới. Chiều nay, Ban tổ chức Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Hưng Yên năm 2023 đã tổ chức họp để bàn về công tác chuẩn bị, tổ chức, phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình hội thao. Sự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức. Thực hiện kế hoạch số 113 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2023, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã có 9 trên 10 huyện tổ chức thành công hội thao cấp huyện. Dự kiến tham gia hội thao cấp tỉnh sẽ có 4 đối tượng gồm đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành. Các đội thi sẽ tranh tài ở 2 nội dung. Đối với đội dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, môn thi đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy. Đối với đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, môn thi đội hình chạy tiếp sức 4 x 100m chữa cháy cứu người, di chuyển tài sản. Giao chỗ bên công an tỉnh ấy, đánh giá một năm công tác phòng cháy chữa cháy như này. Cái ưu cái nhược nào cả về lực lượng chuyên ngành cũng như là hệ thống trị tham gia vào việc này. Và đặc biệt đánh giá ra là phải có tính chất dự báo đấy. Ví dụ với nhu cầu mà hơn 1 triệu tư dân như này, bao nhiêu khu cụm công nghiệp, bao nhiêu nhà máy, bao nhiêu cái khu ở trọ, bao nhiêu nhà chung cư thì trang thiết bị vật chất bao nhiêu là đủ và hiện tại ta mới có được bao nhiêu. Đề xuất những cái thời gian tới đáp ứng cái tình hình tới khi mà dòng thu hút đầu tư các khu cụm công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp, các khu đô thị tăng lên. Thế và thứ hai nữa là lực lượng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, ngoài cái lực lượng nòng cốt là các chiến sĩ công an ra, thì cái mô hình của nó thế nào? Hội thao nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy quần chúng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các địa phương, đơn vị cơ sở, doanh nghiệp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ổn định môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 tại đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn,
Dự án quan trọng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Góp phần làm nên thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cho công tác giải phóng mặt bằng. Ông Thiều Quang Phi ở thôn Tầm Tang có hơn 400 mét vuông đất nông nghiệp nằm trong diện thu hồi để phục vụ dự án đường vành đai 4. Là đất nông nghiệp thuộc làng nghề Hoa Kê Cảnh, xã Thắng Lợi. Từ diện tích đất này, mỗi năm gia đình ông cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền về dự án đường vành đai 4 đi qua diện tích canh tác, ông Phi và các hộ dân khác của thôn đã nhất trí nhận tiền đền bù theo đơn giá của nhà nước và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Số lượng cây cảnh này cũng đã được gia đình ông tính phương án di dời để vẫn có thể tiếp tục giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của địa phương. Được các cấp chính quyền phổ biến và cũng đã động viên, thế mà gia đình là hoàn toàn người dân chúng tôi đã nhất trí để mà cho dự án được vào. Chúng tôi cũng đã phải sắp xếp đi mua, ví dụ như là chẳng hạn là các cái nơi của đất của mễ sở để tính là công việc là mình ở cái làng nghề mình không bỏ được. Đất bình thường thì ta chỉ ra 300-400 triệu thôi, nhưng mà riêng là thu nhập của cái làng nghề cây cảnh này thì là 700-800 triệu một năm cơ. Thế nhưng mà người dân vẫn hiểu được là cái vành đai 4 đi qua là có tầm quan trọng này và lợi ích này thì người dân vẫn đồng tình ủng hộ. Thôn Tầm Tang có 42 hộ có diện tích đất ở nằm trong phạm vi giải tỏa của dự án đường vành đai 4. Thời điểm này, các hộ dân đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xong việc đo đạc và kiểm kê tài sản, chỉ chờ khu tái định cư hoàn thành sẽ chuyển đến và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Thiều Hữu Vượng dù tuổi đã cao nhưng cũng vui vẻ nhất trí di dời ngôi nhà mới xây có diện tích 220 m² với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Chưa ai có một cái ý kiến gì phàn nàn về chủ trương, về chính sách, về giá cả, nói chung là chấp hành. Chúng tôi sẵn sàng mà đồng thuận với cái chủ trương của nhà nước, sẵn sàng tức là di chuyển bất cứ lúc nào nhà nước yêu cầu. Tôi cũng đang luôn luôn tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân là những cái thời gian tới đây từ giờ đến cuối năm là thực hiện các cái việc bàn giao các cái mặt bằng để cho các cơ quan về để tiếp nhận để giải phóng mặt bằng hoàn thành xong. Bên cạnh sự đồng thuận cao, nhanh chóng bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và đất ở, công tác di rời hơn 200 ngôi mộ cũng được các gia chủ đồng thuận nhất trí cao. Sự đồng thuận của các hộ dân thôn Tầm Tang góp phần để dự án trọng điểm đường vành đai 4 thực hiện đúng tiến độ. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 14 tháng 9 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 4.870 tỷ đồng, đạt 40,5% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 35,4% so với kế hoạch địa phương giao. Mặc dù giải ngân cao hơn cùng kỳ năm trước trên 1.000 tỷ đồng, nhưng đến nay tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch. Kế hoạch 4 kéo dài năm 2022 sang năm 2023 trên 2.000 tỷ đồng. Số giải ngân vốn kéo dài đến ngày 14 tháng 9 năm 2023 là 615 tỷ đồng, đạt 28,9% so với kế hoạch. Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước Hương Yên đã chủ động phối hợp với cơ quan tài chính cho việc cung cấp thông tin dự án để làm căn cứ nhập dự toán trên TAPMIS, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc được kịp thời. Thường xuyên bám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt và xử lý những phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của từng gói thầu, từng dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ đối với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đẩy mạnh thanh toán qua mạng dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, tránh phải đi lại mất thời gian. Đối với những các cái dự án mới phát sinh lại trong năm 2023 thì đã đôn đốc các chủ đầu tư làm thủ tục mở tài khoản và khi mà có khối lượng hoàn thành thì gửi ngay đến kho bạc để thanh toán giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Nhóm các học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên và Trung học phổ thông Hưng Yên vừa vượt qua đại diện đến từ hơn 30 quốc gia để giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic sáng tạo và phát minh thế giới năm 2023.
click chuột trái thì đẩy cần gạt lên trên, click chuột phải thì nhấn xuống dưới. Muốn giữ dây chuột thì chỉ cần ngậm cần điều khiển, cắn đúng nút cắn cơ học. Đây là một số tính năng cơ bản của sản phẩm Head Mouse, chuột máy tính điều khiển bằng đầu, do nhóm 3 học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên và Trung học Phổ thông Hưng Yên sáng tạo. Để hoàn thành dự án, các em phải vận dụng kiến thức môn vật lý tin học, trong đó có nhiều phần kiến thức nằm ngoài chương trình Trung học Phổ thông. Trong 8 tháng triển khai, các em đã không ít lần gặp thất bại, nhưng với sự quyết tâm cùng với những hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn, nhóm tác giả đã hoàn thiện sản phẩm sau 3 lần cải tiến nâng cấp các phiên bản. Phiên bản 2 của chúng em đã được cải tiến thành một cái mũ có đặc biệt nghiêng để có thể điều khiển con chó chuột. Nhưng chúng em nhận thấy là sản phẩm này khá là thô và to, không phù hợp cho những người khuyết tật có thể đội đầu và nằm yên một chỗ được. Vậy nên chúng em đã nâng cấp thành phiên bản 3, thu nhỏ mạch cảm biến nhỏ gọn hơn. Với phiên bản 3, Head Mouse có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ, kết nối qua Bluetooth mà không cần cài phần mềm. Sản phẩm có thể thay thế hoàn toàn chuột máy tính sử dụng bằng tay và có tích hợp thêm nhiều chức năng giao tiếp thông minh như bàn phím ảo, trợ lý ảo, gửi tin nhắn, thông báo khẩn cấp. Sản phẩm đã được thử nghiệm tại 2 trung tâm người khuyết tật tại Hưng Yên và Lâm Đồng. Bước đầu giúp 3 người khuyết tật sử dụng thuận tiện và tìm được việc làm phù hợp như bán hàng online, trực tổng đài tin nhắn. Bạn ấy sẽ phải có những cái kiến thức về vật lý, về các sensor cảm biến, về lập trình và đặc biệt là phải tạo thành một hệ thống thiết bị mà phải đồng bộ hóa được tất cả chúng lại với nhau. Gặp rắc rối ở đâu, khó khăn tại đâu thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn để có thể có những chuyên gia đầu ngành và để cố vấn về chuyên môn cho chúng tôi. Sáng tạo có giá trị nhân văn trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh, Head Mouse đã giành giải nhất cấp tỉnh, giải nhì quốc gia lĩnh vực hệ thống nhúng. Tháng 8 vừa qua, sản phẩm chuột máy tính bằng đầu đã vượt qua 1.500 dự án đến từ 30 quốc gia, giành huy chương vàng cuộc thi Olympic sáng tạo và phát minh thế giới năm 2023 được tổ chức tại Hoa Kỳ. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khai giảng lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm với chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tỉnh Hưng Yên năm 2023 cho các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn trong tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có 154 học viên là các Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn với 8 chuyên đề được trình bày nhằm giúp các học viên cập nhật kiến thức, nâng kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chương trình bồi dưỡng sẽ cập nhật thêm cho các học viên những kiến thức chung về quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, một số kỹ năng cơ bản để thực thi tốt nhiệm vụ của mình, từ đó nâng cao trách nhiệm phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của nhân dân đối với chính quyền cấp xã. Trong những năm gần đây, sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên nhiều diện tích lúa. Vì vậy, việc ứng dụng các giải pháp tổng hợp để quản lý sâu cuốn lá nhỏ theo hướng IPM là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao sức khỏe, năng suất lúa và góp phần bảo vệ môi trường. Theo đánh giá, so với diện tích sản xuất ngoài mô hình, mật độ thiên địch trong mô hình cao hơn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ít hơn cả về số lần phun và lượng thuốc sử dụng, năng suất cao hơn 6 tạ trên hecta, hiệu quả kinh tế cao hơn 8 triệu đồng hecta. Các học viên tham gia lớp tập huấn nắm được những nguyên tắc cơ bản trong IPM, nhận biết được đặc điểm hình thái, quy luật phát sinh và gây hại của sâu cuốn lá nhỏ, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc phối trộn, nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, tìm hiểu sự ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.